Google Hero 3 cộng, nhưng với lại chất lượng âm thanh thì lại là không có mic. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái micro này để thu âm, để xem thử là chất lượng âm thanh của nó như thế nào. Chúng ta đã thay mic cho Google Hero 3 cộng thì các bạn thấy âm thanh như thế nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.